chào quý vị đến với chương trình Thực sự đi Nam Nguyễn, thông tin và giải trí cuối tuần với khách đặc biệt cô Michelle Đỗ. Và hôm nay chúng tôi có một người khách đặc biệt nữa, đó là Phó Thị trưởng của thành phố Westminster, cô Kimberly Hồ, bác sĩ Kimberly Hồ. Và chúng tôi có cái nhu cầu để mời bác sĩ Kimberly Hồ trở lại với chương trình chúng ta là vì đặc biệt tiểu bang California có một cái những cái luật mà ra mà để cho chúng ta add thêm phòng hay là xây cái garage trở thành một cái nơi ở đó. Thì lần trước chúng tôi có mời bác sĩ Kimberly lên và có nói về cái đề tài này của thành phố Westminster, nhưng mà bây giờ rất có nhiều người đã yêu cầu chúng tôi mời bác sĩ lại với chương trình, và hôm nay chúng tôi đã mời lại Phó Thị trưởng Kimberly Hồ để nói cho quý vị thêm về cái chương trình ADU. Nhưng mà trước khi chúng tôi đề vào cái đề tài á, thì xin trước hết là cô Michelle Đỗ có lời chào với quý khán giả, xong rồi bác sĩ Kimberly Hồ. Cảm ơn luật sư Dina Nguyễn. Michelle xin kính chào quý vị khán thính giả đã trở về với chương trình hôm nay. Và welcome Phó Thị trưởng Kimberly Hồ. Dạ, Kimberly cũng xin gửi lời chào thân ái đến khán thính giả của đài VBS. Chào luật sư Dina Nguyễn đã mời Kimberly cùng với chị Michelle Đỗ trở lại chương trình với chúng ta hôm nay. Dạ vâng, chúng ta rất là lucky là chúng ta có một người phó thị trưởng không những rất là đẹp mà còn có nhiều kiến thức và cũng như là có một cái sự hiểu biết rất là rộng rãi mà để phục vụ cho quý vị trong thành phố Westminster. Thì chị chúng tôi vừa mới đùa đó, chúng tôi nói phó thị trưởng Kimberly thì cái đôi mắt rất là đẹp, với miệng cũng đẹp, xong mình nói giống mấy bà sẩm á. Thì chị Kimberly qua đây lâu rồi đó, không biết chữ bà sẩm là cái gì á, là chị Michelle Đỗ là phải giải thích bà sẩm là gì. Nhưng mà nói sự thật á, là sau khi mình bàn tính lại á, thì mấy bà sẩm không đẹp bằng mấy người phụ nữ Việt Nam, phải không? Dạ, thật sự nghe thì cũng hơi lấy lạ tai một chút, tại vì mình nói nào giờ không ai compare mình với mấy bà sẩm. Nhưng mà cảm ơn cái meaning của chị, của Dina. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta có một cái chương trình rất là phong phú ngày hôm nay. Không muốn thay đổi đề tài nhưng mà hơi mắc cổ một chút. Rất là khiêm nhường, không muốn nói về mình. Đúng rồi, chúng ta có một cái đề tài mà quý vị đã mong chờ, đó là ADU. Nó gọi là Additional Dwelling Unit, là thêm một cái nơi để quý vị có thể xây cất mà để ở, như là một cái unit đằng sau nhà hoặc là add thêm phòng. Thì Phó Thị trưởng có thể cho biết là thành phố bây giờ đã có cái nghị trình gì mà để làm cho cái thủ tục nó dễ hiểu hơn, hay là để giúp cho cư dân Westminster xin những cái giấy tờ mà để làm cái ADU. Dạ, thưa, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, Kimberly xin nói từ đầu một chút xíu là khoảng 2017, như quý vị đã nghe là tiểu bang đã ra cái luật ADU, đó là Accessory Dwelling Unit, để giúp quý vị. Nhưng mà cái luật của thành phố chúng ta cần phải adopt, thì như luật sư biết là chúng ta ở thành phố cần phải adopt cái luật mà mình phải làm cái những cái chi tiết và mình bỏ lên nghị trình đã được thông qua rồi. 2018, cuối năm 2018 chúng tôi đã thông qua với cái phiếu là 5-5 để thông qua cái luật ADU với những cái chi tiết. Mỗi một thành phố nó mỗi khác, thành ra khi Kimberly nói những cái chi tiết gì mà đã từng nói đó là liên quan đến thành phố Westminster mà thôi. Thưa luật sư và chị Michelle, cái kỳ vừa qua ngày 20 tháng 6, Kimberly có ra một cái seminar đầu tiên. Cái seminar đó được đáp ứng bởi cỡ 200 người đến với văn phòng của ngay trên đường Beach của Kimberly là đó. Một cái buổi họp, seminar nói về ADU và mà nói only về ADU. Mà mục đích là để, thứ nhất là cái nghị trình, mà phải nói mình phải đi ngược lại một chút xíu, là cái nghị trình của Kimberly cùng với thị trưởng Tạ Đức Trí là gì? Là làm sao để mình streamline, làm sao cho những cái giấy tờ cho nó
dễ dàng hơn để giúp cho quý vị về vấn đề xây cất. Khi mà nói đến xây cất thì không phải là cho cư dân không mà thôi, mà còn cho những người thầu. Dĩ nhiên hồi xưa nay mà nói đến xây cất là mình nghĩ đến những người thầu và không ngoài những người contractor. Nhưng mà bây giờ có cái luật ADU thành thử ra Kimberly thấy rất là nhiều người ra, và nhất rất nhiều người đặt câu hỏi qua những cú điện thoại Kimberly đã nhận được để hỏi về ADU, làm sao tôi xây, hay là tôi đã xây rồi tôi đã bị tiền mất tật mang, hoặc là tôi thấy tôi chờ đợi lâu quá, khiến cho Kimberly phải làm một cái seminar. Đó là lý do mà mình ra mình có cái seminar. Và cái seminar thứ hai cho những quý vị nào, sẵn đây nói luôn được không ạ, là nếu mà quý vị đã lỡ miss cái ngày 20 tháng 6 thì chúng ta sẽ có cái seminar thứ nhì, đó là vào ngày 7 tây tháng 7 từ 3 giờ cho đến 5 giờ chiều, thưa quý vị, là một cái giờ rất là thuận tiện cho quý vị. Và cũng là ngày chủ nhật, mà cũng là cái ngày mà nhiều người được off, phải không ạ? Thành ra Kimberly rất mong quý vị gọi vào. Nhân tiện đây Kimberly đọc luôn cái số phone là 714-898-3055 cho quý vị ghi danh cho cái ngày 7 tháng 7. Nếu quý vị nào mà muốn xây cái ADU, tất nhiên là ADU cái định nghĩa của nó là một cái căn riêng ở đằng trước nhà, hoặc ở đằng sau nhà, hoặc ở đằng bên hông nhà, tùy theo cái lô đất của mình. Và nếu quý vị nào mà muốn xây cái này đó thì trong đó nó phải có là cái bếp và restroom và phòng ngủ. Thành phố của chúng tôi đã cho phép xây 2 phòng ngủ và 1 cái ADU trên một lô đất mà thôi. Thành ra quý vị nên nhớ là nếu quý vị nào mà muốn convert cái gara thành chỗ ở cũng được. Nhưng mà khi mà nói đây á, chúng ta không có nhiều thời giờ để nói chi tiết quá. Khuyến khích quý vị lên trên tòa thị chính, cho nhân viên của chúng tôi ở trên đó cái địa chỉ của quý vị để có thể nói thật rõ là cái lô đất của quý vị qualify hay không. Kimberly thì chỉ có thể nói chung. Thì chuyển có thể cho biết là cái ngày đó, nhắc lại cái ngày, cái giờ và cái địa điểm á. Cảm ơn ạ. Thì ngày 7 tháng 7 từ 3 giờ cho đến 5 giờ tại trên đường Beach, ngay văn phòng của Kimberly, 15201 Beach Boulevard. Một lần nữa là ngày 7 tháng 7, rất dễ nhớ, từ 3 giờ cho đến 5 giờ vào ngày chủ nhật. Dễ nhớ nhất là cái văn phòng của phó thị, cái phòng văn phòng riêng của phó thị trưởng là hình như đối diện đó là cái U-Haul hoặc là Thuận Phát, giống như là xéo xéo với chợ siêu thị Thuận Phát, và bên cạnh Pep Boys đó, thưa quý vị. Một lần nữa cái số phone là 714-898-3055. Vừa rồi đó Kimberly phải nói là quên mời quý vị hay là khuyến khích quý vị gọi vào để ghi danh. Bởi vậy đôi khi mình không biết là 5 người sẽ đến hay là 500 người sẽ đến. Thành ra rất là ngạc nhiên khi mà có đến 200 người. Và cũng có một số người khách đi về tại vì không có chỗ đậu xe, hoặc là họ không nghe được tại vì họ phải nó pour out ở ngoài cái foyer. Thì chỗ phó thị trưởng có cái buổi họp đó ở đâu? Tại văn phòng đó luôn. Thật là ấm cúng. Và Kimberly cảm thấy là ở trên tòa thị chính thì họ cũng offer cái phòng East West, nhưng mà Kimberly nghĩ rằng nó không có thân mật bằng ở nơi đây. Thành ra thì nãy giờ Michelle nghe phó thị trưởng Kimberly trình bày cái vấn đề mà cái buổi họp đó để cho người ta tới, để người ta tìm hiểu thêm về cái chương trình như thế nào và làm thế nào để họ có được một cái giấy tờ hợp lệ hay là đó, thì Michelle nghĩ là một cái câu hỏi là mình sẽ nghĩ là chắc mọi người cũng muốn biết, thì tất nhiên là sẽ có nhiều những cái trường hợp mà có những cái nhà mà người ta đã xây rồi mà không có giấy phép. Trong cái trường hợp đó em cảm ơn chị Michelle rất nhiều. Đó là một trong những câu hỏi trùng hợp với cái ngày đó nhiều người đã đặt. Và thật sự câu đó rất là hay, tại vì chắc chắn nhiều người cũng đã ở trong cái tình trạng đó và sống rất là hồi hộp, tại vì không biết lúc nào nó sẽ có enforcement sẽ xuống xét. Mình cũng là thân chủ về vấn đề luật pháp á, nhưng mà tình cờ người đó họ có một cái unit mà họ đã cho thuê 15 năm nay rồi. Bây giờ cái họ với hồi hộp, họ muốn làm thành rất cái ADU, đúng không? Thì họ cứ đắn đo là cái việc mà phải tốn bao nhiêu tiền. Cái mình mới nói
thì anh chị 15 năm nay đã lấy bao nhiêu tiền rent rồi, thì bây giờ cứ trích một cái số tiền đó mình đã lấy được lúc mà bất hợp pháp đó, yeah. thì mình lucky quá là không có ai họ đã lucky không ai khám phá ra và họ lấy được cái số tiền đó, thì bây giờ bỏ ra một tí thôi. Thì thưa quý vị, theo chúng tôi biết là những cái người mà muốn xây thêm unit thì cái tiền mà xây thì khoảng chừng 110 đô la, trung bình là 110 đô la cho một square feet. Thì nếu mà quý vị muốn xây 1,000 square feet thì cứ nhân ra 1 đô la 10 cent. Đó là nếu fancy Dina, tại vì một nếu mà chắc là xây nhà của Dina thì cỡ 110, chứ còn xây mà bình thường thì mình thấy cũng cỡ 80 cho đến nếu trung bình 100. Bây giờ vật liệu nó lên rồi. Bây giờ vật liệu nó lên rồi và nếu mà cái người mà nó xây quá rẻ đi đó là quý vị biết là họ phải sáng bớt những cái mà quý vị không biết được là họ lấy chẳng hạn như những drywall hay là cái lining gì đó, thì thay vì họ lấy cái loại tốt thì họ lấy cái loại thì tiền nào của đó mình đồng ý. Mình cảm thấy là thưa quý vị, như Dina mới vừa thưa luật sư mới vừa thưa với quý vị đó, nếu mà chúng ta đã lỡ mà làm chui bây giờ làm chính thức thì nó cũng dễ dàng, và chúng ta nên nhìn xa, tại vì đây là một cái investment vào cái căn nhà của mình đầu tư vào căn nhà mà mình làm chui như vậy, mai mốt nó đâu có giá trị khi mình bán phòng đó, có nhiều khi mình còn phải là gọi là đập ra trước khi mình giao nhà, tại vì còn không là mình phải trừ hay là cũng phải bù đắp cho người ta như thế nào, chứ không cách nào mà mình lấy lại cái tiền đó, phải không ạ? Hay là chạc người ta cái tiền mà mình xây, mình đã xây đã tốn kém rồi thì nên làm cho nó chính thức. Với một cái mà chúng tôi biết là nếu mà quý vị muốn một cái dwelling unit á, thì cái lô đất cũng phải at least là 7,200 square feet. Chắc là đó bên Garden Grove, còn ở bên thành phố Westminster là 6,000. Nếu mà 6,000 nếu mà không phải nằm ở góc, nếu mà mình nằm ở góc đường á thì nó là 6,500 square feet. Cái đó là bên đó hội đồng thành phố mới đổi lại hả? Dạ không, rồi xưa nay. Dạ. Tuy nhiên là mỗi một cái luật của mỗi thành phố nó vậy khác nhau. Vậy thì mình đề nghị là hội đồng thành phố Garden Grove có 3 người nghị viên đó, người Việt, ông Phát Bùi, bà Thu Hà Nguyễn và cô Kimberly Bernice Nguyễn, nên tụ họp với nhau và đề nghị là làm cái luật là 7,200 square feet xuống thành 6,000 square feet để cho cư dân Garden Grove có một cái lợi tức mới, và quý vị sẽ được họ ngưỡng mộ rất nhiều nếu mà quý vị làm được như vậy. Dạ vâng, và cũng với cái tình hình là bây giờ đó là mình có rất là nhiều những người dân vô gia cư, homeless đầy rẫy ngoài, cho nên đó là tại vì sao, là tại vì họ không có khả năng để mà họ thuê một cái như là một cái apartment là cho một phòng ngủ thôi đã là 1,000+ rồi, 1,700, 1,800 đó, cho nên hai phòng ngủ là khoảng 2,500. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy nếu mà xây ra thêm một cái unit á, không những có lợi cho cái người đi thuê nhà mà còn có lợi cho người chủ nhà nữa, thì chúng ta đã hết giờ trong cái phần 1 và xin quý vị đừng rời máy. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại.